Những loại quả rẻ tiền giúp tiêu diệt tế bào ung thư, người khôn ngoan đừng tiếc tiền mua. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, căn bệnh ung thư chính là một tên sát thủ giấu mặt, luôn từng ngày lăm le phá hoại sức khỏe của con người. Vậy nên việc phòng chống ung thư hiện nay đang là một vấn đề cấp bách được rất nhiều người đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, không phải vì thế mà quý vị cần bỏ cả đống tiền vào những loại thuốc bổ hay bất cứ phương pháp tốn kém nào. Trong chương trình ngày hôm nay, An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ đến quý vị 8 loại trái cây tự nhiên là khắc tinh số một của ung thư, ăn thường xuyên thì không lo bệnh tật tấn công, cả đời sống khỏe mạnh trường thọ. Xin mời các bạn cùng theo dõi để áp dụng ngay nhé. Quý vị có bao giờ thắc mắc vì sao người xưa sống ở trên rừng núi, suốt đời chỉ hái quả trên cây để ăn, mà 90 tuổi vẫn trèo cây, đốn củi, tay chân nhanh thuần thoát mà chẳng bao giờ thấy bệnh tật gì, không một ai bị bệnh ung thư cả? Đó là bởi trái cây có tác dụng thần kỳ hơn bất cứ loại thực phẩm nào mà chúng ta vẫn hay sử dụng. Dưới đây là 8 loại trái cây có công dụng tăng cường sức đề kháng, phòng chống ung thư, bảo vệ cơ thể trước muôn vàn bệnh tật đã được nghiên cứu bởi các giáo sư hàng đầu trên thế giới. Các bạn hãy lắng nghe và ghi chép lại nếu cần thiết để chia sẻ cho mọi người xung quanh nhé. Thứ nhất, quả nho. Ở rất nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, người ta coi nho là một loại trái cây quý giá đối với sức khỏe, đặc biệt hữu ích trong công cuộc phòng chống ung thư. Đây là một siêu thực phẩm, ẩn chứa nhiều lợi ích đã được các nhà khoa học chứng minh. Trong nho có chứa polyphenol, đây là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn chặn bệnh ung thư thực quản, đại tràng và tuyến tụy. Chất chiết xuất từ nho được sử dụng trong rượu vang có tên là resveratrol, rất nổi tiếng vì có lợi ích đối với hệ tim mạch. Hàm lượng kali trong nho còn giúp ổn định huyết áp, giảm thiểu các biến chứng đối với bệnh nhân huyết áp cao như nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Trong nho còn chứa nhiều chất xơ, giúp cơ thể của bạn giữ được nước và thúc đẩy đường ruột hoạt động hiệu quả, làm giảm tình trạng táo bón. Ngoài ra trong thành phần dinh dưỡng của nho có chứa nhiều chất vitamin A, D, E và các khoáng chất giúp cải thiện khả năng miễn dịch của con người, tăng cường hệ miễn dịch mỗi khi thời tiết chuyển mùa. Ngoài ra nước ép nho tím cũng giúp làm giảm nguy cơ đau tim để chúng ta sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Thứ hai, quả lựu. Chúng ta đã không còn xa lạ gì với quả lựu. Đây là một loại trái cây ngon lành, bổ dưỡng và tràn đầy lợi ích với sức khỏe, cũng là một cách bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn uống nào. Giống như các loại trái cây khác, trong lựu rất giàu vitamin C, E và chất xơ, nhưng cũng chứa nhiều folate và kali. Thêm vào đó, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn lựu có thể cải thiện chức năng não bộ, sự tập trung và trí nhớ của bạn. Điều này có thể giúp cho những người bị ảnh hưởng đang điều trị ung thư bằng hóa xạ trị không bị tổn thương não. Một nghiên cứu ở 58 người lớn tuổi cho thấy rằng uống 200ml nước ép lựu mỗi ngày trong vòng 4 tuần sẽ giúp não được hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Nhưng đáng nói nhất vẫn là chiết xuất từ lựu giúp tăng cường chuyển hóa trong công cuộc phòng chống bệnh ung thư, giúp giảm đau xương khớp và nâng cao sức khỏe tim mạch, đặc biệt phù hợp với những người trung niên và cao tuổi. Thứ ba, quả kiwi. Quả kiwi được mệnh danh là nữ hoàng trong thế giới trái cây. Theo một nghiên cứu mới đây cho thấy rằng, sự kết hợp của vitamin cùng khoáng chất trong quả kiwi sẽ giúp bảo vệ ADN khỏi quá trình chống oxy hóa, chống lại sự đột biến gen và các tế bào ung thư bất thường. Theo chia sẻ của các nhà khoa học tại Đại học Colorado, nước Mỹ, vừa phát hiện trong quả kiwi có chứa một hợp chất là PQQ, có thể ngăn cản sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ ở những con chuột thường xuyên ăn chất béo. Trong quả kiwi rất giàu vitamin E và C, ăn hai trái kiwi cỡ lớn sẽ cung cấp khoảng 230% lượng vitamin C khuyến nghị trong một ngày, cần gấp đôi so với cam hay bưởi. Lượng vitamin C dồi dào làm tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại căng thẳng và lão hóa, đồng thời cũng làm vết thương mau lành và giúp hấp thu sắt để bạn có một hệ xương chắc khỏe, mạch máu tuần hoàn thông suốt. Quý vị thân mến, trái cây chính là món quà quý giá mà đất trời đã ban tặng cho con người, mà những gì thuộc về tự nhiên thì luôn mang đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe hơn bất kỳ loại thực phẩm chức năng hay thuốc bổ đắt đỏ nào. Trong phần tiếp theo của chương trình, An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ thêm 5 loại trái cây giúp ngăn chặn ung thư hiệu quả, kéo dài tuổi thọ, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ tư, việt quất. Bạn có thường xuyên bổ sung trái việt quất vào bữa ăn của gia đình hay không? Đây là một loại quả mọng giàu dinh dưỡng, chất xơ, vitamin C, A và dưỡng chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi sự viêm nhiễm, làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư phổi, ung thư thực quản hay ung thư tuyến tiền liệt. Theo một nghiên cứu được áp dụng trên tế bào ung thư cổ tử cung ở con người, người mắc bệnh ung thư khi bắt đầu giai đoạn hóa trị, thì các tế bào khỏe mạnh cũng bị hủy hoại theo. Vậy nên nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm chiết xuất của các chất flavonoid từ quả việt quất để bảo vệ tế bào luôn khỏe mạnh. Kết quả cho thấy nếu chỉ thực hiện việc xạ trị riêng,
thì số lượng tế bào ung thư giảm khoảng 20%, còn khi kết hợp cùng với cả việt quất thì tế bào giảm tới 70%. Cùng với việc giảm sự phát triển của tế bào ung thư, chất này cũng đánh lừa các tế bào, khiến chúng tự động chết đi, ngăn chặn sự sản sinh mới và thúc đẩy quá trình phá hủy khối u. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy rằng, uống nước ép việt quất trong vòng 12 tuần sẽ giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung của người lớn tuổi, tăng cường chức năng não bộ, giúp con người thêm minh mẫn, sáng tạo, bảo vệ hệ thống thần kinh trung ương. Thường xuyên ăn loại trái cây này, bạn sẽ không còn lo nhớ nhớ quên quên, trí nhớ giảm sút nữa. Thứ năm, quả chanh. Bạn có biết rằng quả chanh được biết là kho dinh dưỡng chứa nhiều vitamin C cùng các khoáng chất thiết yếu và chất chống oxy hóa cho cơ thể. Theo nghiên cứu, quả chanh có tác dụng chữa bệnh ung thư hiệu quả hơn gấp 4 lần so với việc hóa trị. Chất sắt và kali giúp ức chế sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Trong vỏ chanh có chứa 22 loại hợp chất có tác dụng phòng bệnh ung thư hiệu quả, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể và ngăn chặn sự phát triển của tế bào mầm mống gây bệnh. Trong vỏ chanh có chứa hợp chất limonoid và một số chất khác có tác dụng mạnh mẽ hơn cả agrirensin, một loại thuốc thường được sử dụng trong việc hóa trị để ngăn chặn sự lớn lên của tế bào ung thư. Một nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy kết quả rằng số lượng hợp chất trong chanh bao gồm cả chất limonene cũng có thể giúp giải tỏa tâm trạng lo lắng và căng thẳng. Thành phần vitamin C dồi dào trong chanh và các loại trái cây có múi sẽ tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng để ngăn chặn các loại bệnh tật khác nhau và đặc biệt là mầm mống ung thư không có cơ hội tấn công vào cơ thể của con người, đặc biệt là đối với ung thư vòm họng, ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư phổi. Thứ 6, quả dâu tây. Bạn có yêu thích dâu tây hay không? Đây có lẽ là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người với hương vị thơm ngon, ngọt mát, sẽ giúp chúng ta cảm thấy sảng khoái khi ăn. Trong dâu tây cũng chứa nhiều mangan, folate và kali cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Không chỉ chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, dâu tây còn giúp mang lại nhiều lợi ích đối với việc phòng chống ung thư. Thí nghiệm được áp dụng trên những con chuột bị ung thư vòm họng đã cho thấy rằng những quả dâu tây đông lạnh sẽ làm giảm sự hình thành của khối u. Theo một nghiên cứu khác, khi các nhà khoa học cấy tế bào ung thư vú trên chuột, sau đó tiêm chiết xuất dâu tây vào, sự phát triển của khối u đã chậm lại đáng kể và các tế bào ung thư thậm chí còn tự tiêu diệt lẫn nhau. Ngoài ra, đặc tính chống oxy hóa trong quả dâu tây còn có thể giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt như nhược thị, mù lòa. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa được tìm thấy trong quả dâu có thể làm giảm sưng viêm, đau tại các khớp, vốn là nguyên nhân gây ra căn bệnh viêm khớp và thậm chí dẫn tới bệnh tim. Chỉ một vài trái dâu tây nhỏ bé thôi mà ngăn chặn được nhiều loại bệnh tật như vậy. Bạn hãy bổ sung để có một sức khỏe tốt và luôn tràn đầy năng lượng. Thứ 7, quả lê. Bạn có thường xuyên ăn lê không? Cho dù có hay không thì chắc chắn chúng ta đều yêu thích hương vị thơm ngon của loại quả này. Đây không chỉ là một loại quả ngon miệng thông thường. Trong trái lê có chứa một số hợp chất như axit cinnamic, canxi, sắt, anthocyanin có tác dụng ức chế sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư sản sinh trong cơ thể, đồng thời tiêu diệt chúng nhanh chóng. Hơn 20 nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng quả lê có tác dụng hữu hiệu trong việc điều trị bệnh ung thư phổi, ung thư dạ dày, bàng quang. Ngoài ra, trong lê còn chứa một lượng lớn vitamin C cùng chất chống oxy hóa, thúc đẩy cơ thể chiến đấu lại với bệnh ung thư. Hàm lượng chất xơ cao trong quả lê sẽ làm giảm tới 35% nguy cơ mắc ung thư ruột kết. Bên cạnh đó, việc ăn lê ít nhất 2 lần mỗi tuần có tác dụng tốt đối với người mắc bệnh cao huyết áp và các vấn đề về tim mạch, có các triệu chứng như choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, tim đập nhanh. Thành phần kali và magie giúp bảo vệ hệ thống mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, từ đó ngăn chặn tình trạng đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Với những người bụng dạ yếu hay đầy hơi, khó tiêu, quả lê cũng chứa nhiều dưỡng chất giúp bảo vệ và nuôi dưỡng chức năng dạ dày, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, phòng chống táo bón. Bạn còn chần chờ gì mà không ngay lập tức bổ sung quả lê vào thực đơn hàng ngày của mình? Thứ 8, quả chuối. Xin được nhấn mạnh là quả chuối tiêu đã chín kỹ và phần vỏ ngoài có xuất hiện đốm đen, đồi mồi. Đây chính là thần dược của người Nhật, vô cùng ưa chuộng. Ở quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới này, người dân tin rằng ăn chuối chín còn bổ hơn cả nhân sâm, chống ung thư cực kỳ tốt. Tuy nhiên, khi mua chuối, đa phần mọi người đều chọn những quả có vẻ bề ngoài đẹp mắt, vàng, nhẵn bóng mà bỏ qua những quả chuối đã ngả đốm đen. Thực chất thì đây lại là một kho báu dinh dưỡng tuyệt vời giúp chúng ta sống khỏe mạnh và trường thọ. Bác sĩ Takashi, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng tại Nhật, đã khẳng định rằng quả chuối đen là một liệu pháp sức khỏe toàn diện. Trong chuối có chứa chất chống oxy hóa, phá hủy mạnh mẽ các tế bào ung thư, trì hoãn sự phá hủy của các tế bào gốc tự do. Các đốm đen trên vỏ chuối sẽ tạo ra yếu tố hoại trừ khối u, một chất giúp tiêu diệt các tế bào ung thư bất thường trong cơ thể.
Chuối khi chín cũng chứa nhiều kali, giúp thông suốt tuần hoàn máu, loại bỏ sự tắc nghẽn trong động mạch, ngăn ngừa đau tim và đột quỵ. Các nghiên cứu tại trường đại học Taiko, Nhật Bản cũng cho thấy rằng chuối chín sẽ tiết ra chất serotonin hay còn được gọi là hormone hạnh phúc, giúp điều chỉnh tâm trạng tức thời, giảm sự căng thẳng, mệt mỏi, tức giận. Vậy là ăn chuối chín mỗi ngày không chỉ giúp bạn khỏe mà còn vui vẻ hơn rất nhiều. Quý vị thân mến, để có thể ngăn chặn căn bệnh ung thư nói riêng cũng như các loại bệnh tật khác tấn công cơ thể, bên cạnh việc bổ sung các loại trái cây vào chế độ ăn uống hàng ngày, các bạn hãy nhớ hạn chế ăn dầu mỡ, thường xuyên tập thể dục thể thao, uống đủ nước và ngủ đủ giấc nhé. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.